ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Giáo hội không mừng ngày sinh của các thánh. Ngày sinh của con cái Adam là một ngày u buồn, tràn đầy nước mắt và cái di sản thảm khốc của tội lỗi mà chúng ta mang theo khi vào đời. Nhưng trong lịch sử phụng vụ Công giáo, chúng ta thấy có ba lễ mừng sinh nhật: của chính Đức Giêsu, của Trinh Nữ Maria và của thánh Gioan Tẩy giả. Đối với thánh Gioan Tẩy giả, vì được thánh hóa ngay từ khi còn trong lòng mẹ, việc chào đời của Ngài là một biến cố vui mừng đặc biệt. Riêng với Đức Trinh Nữ Maria, những lễ kính Ngài là những lễ kính nhớ biến cố sinh ơn cứu rỗi. Trong đó, Giêsu và mẹ Maria đi liền với nhau, như lễ sinh nhật Đức Maria, ngày mà hy vọng và vần cứu rỗi ló dạng trên trần gian. Bởi vậy, những ngày lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, giáo hội hân hoan ca tụng: lạy Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, việc mẹ sinh ra loan báo niềm vui cho cả thế gian, vì từ lòng mẹ phát sinh mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, đứng xóa bỏ án phạt mà ban chúc lành, tiêu diệt sự chết và ban sự sống đời đời cho chúng con. Niềm vui mừng trong ngày sinh của Đức Trinh Nữ Maria phát xuất từ niềm mong đợi lâu đời của nhân loại tội lỗi. Chính Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại chúng ta niềm hy vọng này khi Chúa phán với con rắn cám dỗ: ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ táp lại gót chân. Lời hứa ấy còn được lặp lại nhiều lần để nuôi dưỡng niềm tin của dân Chúa. Chẳng hạn, Isaia báo trước hình ảnh đấng sẽ sinh ra đấng cứu thế: này cô nương sẽ thụ thai và sinh con, và bà sẽ gọi tên là Emmanuel. Đấng cứu thế sẽ được sinh ra bởi một người mẹ đồng trinh. Như vậy, Thiên Chúa đã dự liệu cho con Ngài một người mẹ đặc biệt. Maria còn được giữ cho khỏi vương nhiễm tội nguyên ngay từ buổi hình thai, để xứng đáng tước vị mẹ Thiên Chúa. Theo truyền sử, cha mẹ Ngài là ông Gioakim và bà Anna, những người đạo đức thuộc dòng dõi vương giả David và tư tế Aharon, nhưng lại son sẻ. Dầu sao đi nữa, chính Maria có một nét đẹp lạ lùng của ơn thánh. Giáo hội ca tụng mẹ: ôi Maria, mẹ đẹp tuyệt vời hơn hết mọi người. Ngày Đức Trinh Nữ Maria chào đời, mọi người thán phục. Hơn nữa, biến cố này còn là khởi đầu cho ngày cứu rỗi, vì Ngài như sao mai dẫn lối loài người, như rạng đông báo hiệu mặt trời. Vì vậy, ngay từ thế kỷ thứ 6, cả giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương đã cử hành lễ mừng sinh nhật mẹ. Đến thế kỷ thứ 10, lễ mừng được phổ biến khắp nơi và trở thành một trong các lễ chính mừng kính Đức Mẹ. Vào thế kỷ thứ 12, lễ này còn kéo dài thành tuần bát nhật, theo lời hứa của các đức hồng y họp mật nghị để bầu giáo hoàng. Các ngài hứa sẽ thiết lập tuần bát nhật để tạ ơn Đức Mẹ, nếu có thể vượt qua được các chia rẽ vì cuộc vận động của vua Rederic và sự bất mãn của dân chúng. Đức Giáo hoàng Celestino thứ 5 đắc cử cai quản có 18 ngày nên chưa thực hiện được lời hứa. Giữa thế kỷ thứ 13, Đức Innocente đã hoàn thành lời hứa này. Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria loan báo niềm vui cho toàn thế giới. Chúng ta cùng chiêm ngắm và tha thiết nguyện cầu cho được niềm vui thiêng liêng từ biến cố này. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.